Em làm cái clip này để hướng dẫn một số các bác chỉnh mở súp ở nơi cái con vang VF1 này nhá. Bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác nhá. Đây bác bấm vào trong cái nút music này này. Ấn vào cái chỗ này. Đây bấm cứ bấm đi nhá. Bấm liên tục luôn. Đến cái phần đây đây là cái phần cắt tần số này. Muốn là hết lời á, có lời tức là lời trong nhạc ấy thì chúng ta cắt thấp xuống thì nó sẽ hết lời, đỡ lời. Chúng ta vặn cao thì nó sẽ có lời xem. Thì chúng ta thường thường là cứ để khoảng 90 đến 100 hẹp thôi các bác nhé. Cái này này 90 đến 100 thôi. Để càng thấp thì nó cắt càng 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 sâu. Nói chung là chúng ta muốn mà tiếng súp mà nó mạnh mà lực ấy, thì chúng ta để cao một tí. Tiếng bức là lực ấy. Còn nếu như sâu mềm thì chúng ta để thấp. Em cứ thường thường để khoảng 90 đến 100 các bác nhé. Đây là cái chỗ mute này, set này chúng ta phải để on nhá, để off là mất tiếng. Đấy để on nhá, đấy phải để on nhá. Tiếp theo ấn vào cái chỗ SVK mute này cũng thế, mute ấy thì chúng ta cũng để on nhá, để off là mất luôn. Đấy ta off là mất, để on nhá. Và có thế thôi ạ. Sau khi chỉnh xong thì chúng ta lưu bình thường, chúng ta ấn vào cái nút store đây, ấn store lúc nào nó hiện đến cái chữ này thôi, cứ bấm nếu mà nó hiện 2 3 4 gì đấy là chúng ta hiện như thế này, và chúng ta ấn nút enter đây là lưu đấy.